nước xịt khoáng hoàn tất trang điểm mắc prep Bram Fix có kết cấu mỏng nhẹ như phủ xương chứa nhiều vitamin và khoáng chất hòa quyện cùng với hỗn hợp trà xanh. Hoa cúc và dưa leo giúp làm dịu và tê mới làn da, sản phẩm cung cấp độ ẩm cho da tức thì đồng thời và tạo độ bóng và sáng nhẹ cho lớp trang điểm luôn mới và hoàn hảo hơn. Nước xịt khoáng này có thể sử dụng cùng những sản phẩm khác với vô vàng cách kết hợp để hoàn thiện lớp trang điểm hoặc dưỡng ẩm hay làm dịu làn da mệt mỏi, nhiều loại mùi hương cho bạn lựa chọn theo sở thích với hương hoa hồng lãng mạn. Mùi hoa hoài hương dịu nhẹ hay mùi hương kem dừa thoang thoảng, mùi hương thăng OAIGINAL, nguyên bản. Không mùi, thăng LAVENDEA, -E -E hương hoa hoài hương, thăng COCONUT, hương dừa, thăng rose, hương hoa hồng, đặc điểm nổi bật. Kết cấu mỏng nhẹ như phù xương thẩm thấu nhanh vào da, tạo độ sáng khỏe cho da, cung cấp độ ẩm tức thời cho da bởi thành phần chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Làm dịu và làm tươi mới làn da với hỗn hợp trà xanh, hoa cúc và dưa leo, định hình lớp trang điểm và giữ lớp trang điểm như mới. Lâu trôi, lâu xuống màu, đa công dụng dùng để cố định lớp trang điểm hoặc dùng như xịt khoáng cấp ẩm tức thì cho da khô hay làm dịu làn da mệt mỏi đã được bác sĩ da liễu và bác sĩ nhãn khoa thử nghiệm, không gây mụn, nhiều loại hương thơm cho bạn dễ dàng lựa chọn mùi hương yêu thích. Phù hợp với mọi loại da và tông da, hướng dẫn sử dụng để bình xịt cách mặt 20 đến 30 cm. Hướng bình xịt lên trên sau đó xịt thành vòng tròn đều xung quanh mặt, sử dụng một mình để cấp ẩm và làm dịu da hoặc xịt sau khi trang điểm để hoàn thành lớp trang điểm. Xịt vào phấn hay bột để biến đổi kết cấu sản phẩm trang điểm từ thành kem giúp dễ sử dụng và tạo hiệu ứng đẹp hơn xịt vào cọ hoặc mút trang điểm trước khi tán nền cho lớp nền được cố định chặt chẽ. Căng bóng và tự nhiên hơn, xịt vào cọ đánh mắt để tăng khả năng bám của nhũ và phấn. Đồng thời giúp phấn lên màu chuẩn và mịn sau khi xịt lên da, để khô tự nhiên hoặc dùng giấy thấm nhẹ khi vội. Không lau quẹt thông tin thương hiệu MAC có tên đầy đủ là Makeup Art Cosmetics là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm chuyên nghiệp nổi tiếng trên thế giới với trụ sở chính đặt tại thành phố New York. Thương hiệu này được sáng lập bởi hai người Canada là Frank Toscan và Frank Angelo, năm 1991, công ty mở cửa hàng đầu tiên tại New York. Ban đầu, MAC thiết kế sản phẩm dành cho các chuyên viên mê chấp chuyên nghiệp, tuy nhiên, hiện nay thương hiệu đã được bán cho tất cả các khách hàng trên toàn thế giới. Năm 1998, thương hiệu MAC được tập đoàn Estée Lauder quản lý sau khi người sáng lập Frank Angelo mất vào năm 1997. Mỹ phẩm M A C nổi tiếng về độ bám màu, bảng màu sắc phong phú và đa dạng, lên hình đẹp, phù hợp cho các sàn diễn, diễn viên khi lên sân khấu. Bên cạnh đó cũng rất nhiều phụ nữ chọn lựa M A C để dùng hàng ngày.